Chào các em đến với bài giảng trực tuyến trên Viettel Study, môn sinh học lớp 10, bài 26 sinh sản của vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi mời em quan sát hình sau. Trường hợp thứ nhất là các rau quả sấy khô. Trường hợp thứ hai, mực sấy khô. Trường hợp thứ ba. Cá khô, cá phơi khô. Rồi câu hỏi, vì sao phơi khô hoặc sấy khô sẽ bảo quản thực phẩm được lâu? Để hiểu được phần này thì chúng ta qua bài 26 và 27 sinh sản của vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi, nội dung chính gồm hai phần lớn. Thứ nhất là sinh sản của vi sinh vật. Thứ hai là các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật gồm hai phần lớn. Thứ nhất là chất hóa học. Thứ hai là các yếu tố lý học. Riêng đối với chất hóa học, chúng ta tìm hiểu thứ nhất là chất dinh dưỡng, thứ hai là chất ức chế. Còn các yếu tố lý học, đầu tiên chúng ta tìm hiểu nhiệt độ, thứ hai là độ ẩm, thứ ba là độ pH, thứ tư là ánh sáng, thứ năm là áp suất thẩm thấu. Rồi, một là mã, mình sẽ tìm hiểu các hình thức sinh sản của vi sinh vật. Sinh sản của vi sinh vật gồm hai phần, một là sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, hai là sinh sản của vi sinh vật nhân thật. Đối với sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, gồm có hình thức theo sinh sản theo hình thức phân đôi. Sinh sản nảy chồi và phân nhánh. Thứ ba là sinh sản bằng bào tử. Trong sinh sản bằng bào tử gồm có ngoài bào tử và bào tử đốt. Riêng đối với sinh sản của vi sinh vật nhân thật gồm có sinh sản bằng bào tử, sinh sản bằng cách nảy chồi, sinh sản bằng cách phân đôi. Sinh sản bằng bào tử gồm có sinh sản vô tính và hữu tính. Đối với sinh sản vô tính gồm có sinh sản bằng bào tử kính và sinh sản bằng bào tử trần. Rồi em quan sát một số hình ảnh sau. Thứ nhất là sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ, đặc biệt nhất là ở vi khuẩn, theo hình thức phân đôi. Rồi, sinh sản bằng bào tử là Rhizobus sporaceae, Aspergillus xinensis. Rồi, sinh sản ở vi sinh vật nhân thật. Thứ nhất, đối với nấm mang là sinh sản vô tính theo hình thức nảy chồi. Đại diện đó là Saccharomyces cerevisiae. Rồi, sinh sản ở nấm mốc là cũng sinh sản vô tính bằng bào tử trần hay còn gọi là ngoại bào tử. Rồi, đó là các hình thức sinh sản, thầy chỉ liệt kê cho mấy em thôi. Về nhà em tìm hiểu thêm, tại phần này nó nằm trong cái phần giảm tải, chỉ liệt kê các hình thức sinh sản của vi sinh vật thôi. Rồi, em qua phần nội dung lớn, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi, phần trước thầy cũng đã giới thiệu phần này rồi. Rồi, gồm hai phần lớn, phần này có hai phần lớn. Một là
chất hóa học, thứ hai là các yếu tố lý học. Đối với chất hóa học thì gồm có chất dinh dưỡng và chất ức chế. Các yếu tố lý học mình sẽ tìm hiểu là 5 phần: 1 là nhiệt độ, 2 là độ ẩm, 3 độ pH, 4 là ánh sáng, 5 là áp suất thẩm thấu. Rồi em qua 2 là mã chất hóa học. Rồi trong chất hóa học, xin lỗi, 1 trong chất hóa học này, thứ nhất là tìm hiểu chất dinh dưỡng là gì. Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hóa và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng, đó gọi là chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng này gồm các đại phân tử hữu cơ như carbon hydrate, protein, lipid. Bên cạnh đó còn có một số chất vô cơ chứa các nguyên tố vi lượng như là kẽm, mangan, molybden, vân vân. Rồi bên cạnh đó mình sẽ tìm hiểu thêm đó là nhân tố sinh trưởng. Nhân tố sinh trưởng này với một cái hàm lượng rất ít nhưng rất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật. Vi sinh vật không tự tổng hợp được từ các chất vô cơ. Gồm các axit amin và vitamin. Gọi chung đây là nhân tố sinh trưởng. Nhân tố sinh trưởng này được chia làm hai nhóm vi sinh vật lớn. Thứ nhất là vi sinh vật huyết dưỡng, thứ hai là vi sinh vật nguyên dưỡng. Rồi thế nào mình là vi sinh vật huyết dưỡng? Vi sinh vật huyết dưỡng là những vi sinh vật không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Còn vi sinh vật nguyên dưỡng là gì? Vi sinh vật nguyên dưỡng là những vi sinh vật tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng. Rồi, thầy có câu hỏi, vì sao có thể dùng vi khuẩn huyết dưỡng? Ví dụ như là vi khuẩn E. coli tryptophan âm để kiểm tra thực phẩm có tính tryptophan hay không? Vì bằng cách đưa vi khuẩn này vào trong thực phẩm, nếu vi khuẩn này mọc lên được, tức là thực phẩm có tryptophan và ngược lại. Rồi em qua phần 2 nhỏ, chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi đầu tiên mình sẽ tìm hiểu thế nào gọi là chất ức chế. Chất ức chế là một số chất hóa học có thể dùng làm cho vi sinh vật không sinh trưởng được hoặc làm cho vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng rất chậm. Đây là cái bảng một số chất hóa học thường dùng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, gồm có 8 chất. Hợp chất thứ nhất gọi là hợp chất phenol. Về mặt cơ chế tác động, phenol làm biến tính protein các loại màng tế bào. Ứng dụng, phenol dùng để khử trùng phòng thí nghiệm và bệnh viện. Hợp chất thứ hai là các loại cồn ethanol, isopropanol 70-80%. Về mặt cơ chế tác động, làm thay đổi khả năng cho qua của lipid ở màng sinh chất. Ứng dụng, dùng để thanh trùng trong y tế, phòng thí nghiệm. Hợp chất thứ ba là iốt, rượu iốt 2%. Về mặt cơ chế tác động, oxy hóa các thành phần tế bào. Ứng dụng, dùng để diệt khuẩn trên da, tẩy trùng trong bệnh viện.
Hợp chất thứ tư là clo, natri hypochlorit, chloramin. Về cơ chế tác động, sinh oxy nguyên tử có tác dụng oxy hóa mạnh. Ứng dụng, dùng để thanh trùng nước máy, nước các bể bơi, công nghệ thực phẩm. Hợp chất thứ năm, các hợp chất kim loại nặng, thành phần có chứa là thủy ngân bên trong và bạc, v.v. Cơ chế tác động gắn vào nhóm SH của protein làm cho chúng bất hoạt. Ứng dụng, diệt bào tử đang nảy mầm, các thể sinh dưỡng. Hợp chất thứ 6, các aldehyde, formaldehyde 2%, bất hoạt các protein. Ứng dụng là sử dụng rộng rãi trong thanh trùng. Thứ 7, các loại khí ethylene oxit 10% đến 20%. Về cơ chế tác động, oxy hóa các thành phần tế bào. Ứng dụng, dùng để khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại. Hợp chất thứ 8 là các chất kháng sinh. Về mặt cơ chế tác động, dùng để diệt khuẩn có tính trọn lập. Về ứng dụng, dùng để khử trùng trong y tế và thú y. Xin lỗi, là phần cái các chất kháng sinh về mặt ứng dụng người ta dùng trong y tế và thú y. Rồi em quan sát một số cái sản phẩm. Thứ nhất là iốt và rượu iốt. Tác dụng nó sẽ dùng để diệt khuẩn tại trùng bệnh viện. Chloramin và savan. Đối với chloramin thì dùng để thanh trùng nước hồ bơi, khử trùng trong bệnh viện. Còn savan dùng để khử trùng ở nhà. Thứ hai là thuốc đỏ. Tiếp theo là thuốc đỏ chứa các hợp chất có kim loại nặng. Tác dụng người ta dùng để rửa vết thương. Oxy già thì dùng để sát khuẩn trên da. Cồn dùng để sát trùng vết thương. Và còn ngoài ra người ta còn dùng để thanh trùng phòng thí nghiệm. Rồi một số chất hoạt động bề mặt như là xà phòng. Rồi đặc biệt nhất đối với Lifebuoy. Có câu hỏi, xà phòng có phải là chất diệt khuẩn không? Xà phòng không phải là chất diệt khuẩn, mà là chỉ là chất tẩy rửa các vi sinh vật thôi. Các chất kháng sinh được dùng trong y tế và thú y. Đó là một số hình ảnh về một số chất hóa học. Em qua tới phần 3 lần này là tìm hiểu các yếu tố lý học. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về nhiệt độ. Rồi mấy em xem nhiệt độ này ảnh hưởng như thế nào và người ta ứng dụng nhiệt độ này để làm gì. Trước nhất mình sẽ tìm hiểu về ảnh hưởng của nhiệt độ.
Nhiệt độ ảnh hưởng đến là tốc độ của các phản ứng sinh hóa. Thứ hai là biến tính các protein axit nucleic khi nhiệt độ cao. Về mặt ứng dụng, nhiệt độ cao dùng để thanh trùng, còn nhiệt độ thấp dùng để kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi em quan sát ha. Đây là ba trường hợp. Nhiệt độ cao người ta dùng để thanh trùng ha, còn đối diện độ thấp thì dùng để kìm hãm một số sự sinh trưởng của vi sinh vật, đặc biệt nhất là trong rau quả trong để trong tủ lạnh. Và yếu tố thứ hai, độ ẩm. Độ ẩm mình cùng tìm hiểu xem độ ẩm ảnh hưởng như thế nào và người ta ứng dụng độ ẩm này ra sao. Đối với độ ẩm, hàm lượng nước trong môi trường quyết định đến độ ẩm. Nước là dung môi của các khoáng chất dinh dưỡng tham gia vào quá trình thị phân các chất. Về mặt ứng dụng, nước có thể dùng để khống chế sự sinh trưởng của vi sinh vật. Em quan sát, nếu mà độ ẩm cao thì có thể làm cái sản phẩm mình dễ bị hư. Đối với độ pH, độ pH cũng ảnh hưởng như thế nào và ứng dụng ra sao? Độ pH ảnh hưởng đến tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hóa vật chất trong tế bào, hoặc tính enzyme, vi sinh vật, các chất ra ngoài làm thay đổi pH của môi trường. Về mặt ứng dụng, độ pH dùng để khống chế sự sinh trưởng của vi sinh vật. Rồi, đó là những sản phẩm. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh? Vì trong sữa chua nên men tốt, vi khuẩn lactic đã tạo ra môi trường axit lactic ức chế mọi vi khuẩn ký sinh gây bệnh. Vì những vi khuẩn này thường sống trong điều kiện pH trung tính. Yếu tố tiếp theo tìm hiểu đó là ánh sáng. Ánh sáng tác động đến hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng v.v. Bức xạ ánh sáng có thể tiêu diệt hay ức chế vi sinh vật. Về mặt ứng dụng, đối với tia gamma, tia X dùng để khử trùng, thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, bảo quản thực phẩm. Còn tia từ ngoài dùng để tẩy trùng, khử trùng, bề mặt các vật thể. Rồi em quan sát người ta dùng tia. Rồi, yếu tố cuối cùng là áp suất thẩm thấu. Áp suất thẩm thấu ảnh hưởng đến sự gây co vi sinh, làm cho vi sinh vật không phân chia được. Còn về mặt ứng dụng, áp suất thẩm thấu dùng để bảo quản thực phẩm như dùng đường, ướp, hoa quả, muối, ướp thịt, cá. Rồi, em quan sát hình. Rồi, trường hợp thứ nhất em thấy là dùng muối để ướp thịt. Rồi, đường, ướp rau quả. Rồi, đến phần củng cố. Giải thích vì sao. Vì sao khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối hoặc thuốc tím pha loãng 5 đến 10 phút. Vì ngâm rau sống trong nước muối để gây co vi sinh, làm cho vi sinh vật không phân chia được.
Ngâm trong thuốc tím pha loãng vì thuốc tím có tác dụng oxy hóa rất mạnh. Câu hỏi tiếp theo, vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm vi khuẩn? Vì thức ăn chứa nhiều nước có độ ẩm cao nên tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động sinh trưởng nhanh. Câu hỏi tiếp theo, vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh? Vì các thức ăn còn dư thường bị nhiễm các vi sinh vật mà trong tủ lạnh chỉ kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật chứ không tiêu diệt được chúng. Đối phần củng cố bằng câu trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, cơ chế tác động của chất kháng sinh là A. Diệt khuẩn có tính chọn lọc, B. Oxy hóa các thành phần tế bào, C. Gây biến tính các protein, D. Bất hoạt các protein. Đáp án chính xác của câu này đó là đáp án A. Diệt khuẩn có tính chọn lọc. Câu số 2, yếu tố vật lý ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá trình muối rau quả là A. Nhiệt độ, B. Ánh sáng, C. Độ ẩm, D. Độ pH. Đáp án chính xác là độ pH. Câu hỏi số 3, sử dụng chất hóa học ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật nhằm mục đích gì? A. Sản xuất chất chuyển hóa sơ cấp, B. Sản xuất chất chuyển hóa thứ cấp, C. Kích thích sự sinh trưởng của vi sinh vật, D. Kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật. Đáp án chính xác của câu này là đáp án D. Kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật. Câu số 4, giữ thực phẩm được khá lâu trong tủ lạnh vì A. Nhiệt độ thấp có thể diệt khuẩn, B. Nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn không thể phân hủy được, C. Trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được, D. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn ký sinh bị ức chế. Đáp án chính xác của câu 4 là đáp án D. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn ký sinh bị ức chế. Và đó là nội dung bài học, mình sẽ kết thúc ở đây. Đến với phần dẫn dò, thầy dẫn các em về nhà học bài, tìm hiểu thêm phần em có biết, đồng thời chuẩn bị trước bài mới, bài 29, cấu trúc các loại virus, tìm hiểu về đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virus. Thầy xin chân thành cảm ơn các em đã theo dõi bài học trên Viettel Study. Xin chân thành cảm ơn.